Bạch Tài Đức, giờ quá ngọ mình có thể dùng rau củ như củ dền, rau cải mình nấu lấy nước uống cho đỡ đói được không? Con ở chùa có một số vị sa di lớn tuổi nhưng khi đi dự lễ hoặc đi bát đều ngồi ngang hàng với tỳ khưu trưởng lão. Do ban tổ chức không biết để cho các vị đó ngồi chung luôn và những vị sa di đó được các vị sư ở chùa chung nhắc nhở nhưng không nghe, vẫn cố tình ngồi và ban tổ chức lại hỏi thì tự nhận mình là tỳ khưu luôn. Vậy vị đó có trộm tăng tướng không? Và vị đó có còn sa di nữa không? Thưa quý vị, chúng ta phải hiểu là cái lý do mà chúng ta giữ cái giới không có ăn chiều. Đấy, có nghĩa là không có dùng quá ngọ. Chúng ta phải hiểu đó là chúng ta tăng trưởng cái lòng thiểu dục duy túc, cái lòng ít muốn biết đủ. Chứ còn nếu như mà mình không có ăn chiều mà mình dùng cách này hay cách kia để gọi là lách luật á, thì đó là chúng ta chỉ có cái tướng mà không có cái tánh, có nghĩa là mình chỉ có cái hình thôi. Cái hình sắc thì nó giống như vậy nhưng mà cái nội dung thì nó không có đúng. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân mà chúng ta giữ cái giới đó. Còn khi mà chúng ta dùng các cái loại nước rau củ đó thì nó được xem là thực phẩm. Được xem là thực phẩm, nhưng mà những cái đó chúng ta chỉ nên dùng với cái suy nghĩ là với cái tác ý như thế này. Cái nước này đó là thuốc, tại vì Đức Phật chỉ cho phép dùng những cái loại nước này với tư cách là thuốc. Thì chúng ta suy nghĩ là chúng ta đang bệnh và chúng ta dùng thuốc để chúng ta chữa bệnh. Còn nếu như chúng ta không bệnh thì chúng ta sẽ không có dùng. Đấy. Thì như vậy đó là không có lỗi. Còn nếu như mà mình dùng cái nước này đó, ngay cả như là nước thuốc mà mình dùng mà với cái suy nghĩ nó là thực phẩm đó, thì mỗi một cái ngụm mà mình uống vào cơ thể là mình phạm một lỗi. Nha.